đích của và ý nghĩa của công việc này á, là dọn dẹp vệ sinh khu phố, tạo cảnh quan đô thị cho sạch đẹp. Hồi nãy giờ đó, con làm công việc của các anh chị tình nguyện thì con thấy nó làm sao? Vất vả hả? Rồi rồi khi mà con làm thế, các anh chị mà con làm được những việc này thì con thấy trong lòng mình sao? Con thấy mình đỡ hơn đó. Nó cũng còn băn khoăn những cái mà các anh chị khó như vậy mà làm được. À vậy dạ. Nhưng mà con có thấy vui không? Cảm ơn các anh chị vô nhận con bẩm. Bé tự tay làm đó em. Dạ tên hả? Cảm ơn em nha. Em cảm ơn các anh chị đã giúp em làm cái việc, một việc như thế này. Là quà của mấy anh chị làm thì gửi tặng cho em. Dạ. Hy vọng là em sẽ gặp nhiều may mắn. Em cảm ơn các anh chị. Dạ. Là xanh là đó. Đèn xanh. Giờ cái này chỉ đằng trước. Bước tay. Giờ cái này chỉ đằng đó, xong rồi tay này phất đứng ngang hết tiền đi đó. 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 Cảm ơn Trâm nha. Hôm nay anh sẽ cho bé đi trải nghiệm một cái hoạt động rất là thú vị của đoàn viên thanh niên, đó là chúng ta sẽ đi cùng con ve chai để đi cùng với tình nguyện ha. Lát nữa qua nhà khác ấy, thì bé Đức Trọng chủ động con có nói lại giống như là con muốn thu gom ve chai để gây quỹ cho trẻ em nghèo, thì con cứ mạnh dạn lên. Tại đây là rõ ràng công việc thực sự của anh chị thanh niên thành viên. Đây. Rồi cảm ơn em nha. Mình thấy vui không? Dạ thật đó. Bà cho con xin một ít giấy báo để cho các trẻ em nghèo làm cái. Cảm ơn bà. Rồi cảm ơn. Con có cảm xúc rất là vui vì mình đã làm được một điều tốt. Con hứa mai mốt con lớn lên con sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt. Đây là bông hoa mà bé Bích Trâm tự làm. Cảm ơn em. Em rất vui vì đã được giao lưu với bé Bích Trâm và chúc cho bé một năm mới sẽ có nhiều niềm vui. Chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Bên cạnh đó là việc học tập sẽ luôn luôn thuận lợi và luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Em cảm ơn anh. Em chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe để làm việc này. Cảm ơn em nha. Mẹ ơi con về rồi. Thì em cũng nói với chị là cuối cùng bé Bích Trâm đã hoàn thành được ước mơ của mình. À, sau đây thì cái chương trình ước mơ của em có món quà tặng cho bé Bích Trâm. Đây là tấm hình và album ghi lại những khoảnh khắc mà bé Bích Trâm tham gia hành trình. Đó, thầy tặng con. Cảm ơn chú. Thì là mai bà phải viết cho mẹ một bài văn về chuyến đi hôm nay, như kể lại cho mẹ bài văn chuyến đi hôm nay nghe chưa? Dạ. Và bây giờ hiệp sĩ cùng Bích Trâm cùng phụ huynh xin chào và hẹn gặp lại lần sau.
Chị Mai Phương xin chúc mừng cho bé Bích Trâm bởi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và chị Mai Phương cũng xin chúc cho Bích Trâm đó là Bích Trâm sẽ càng ngày càng học giỏi hơn nè, và được mọi người yêu thương nhiều hơn. Đặc biệt hơn nữa đó là các bạn nhỏ của chương trình ơi, qua chương trình ngày hôm nay thì chị mong muốn rằng các em hãy học tập bắt chước như bạn Bích Trâm của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì chương trình Ước mơ của em ngày hôm nay cũng đã phải nói lời chia tay với tất cả quý vị và các em rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết quen thân ai, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. Một, hai, ba. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết bạn thân ai, trao cho nhau những lời thiết tha.